kính thưa các khán giả của phòng tản mạn trong bản tin 18 giờ ngày hôm nay 18 tháng 2 chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện xưa nhưng lại có những giá trị lớn ở thi hiện tại mới đây hãng tin Real Novosti của nga đã có bài viết về sự thay đổi cán cân lực lượng 15 năm sau khi tại hội nghị an ninh ở Munich Đức tổng thống nga Vladimir Putin đã chỉ ra các dự định gây hấn của phương Tây và âm mưu trà đạp lên toàn bộ thế giới NATO tiếp tục mở rộng về phía đông hiến trương Liên hợp quốc trở thành hình thức Vũ trụ trở thành bãi chiến trường. Khi đó bài phát biểu của Tổng thống Nga đã gây ấn tượng mạnh, đại diện Hoa Kỳ và các nước châu Âu nghe Tổng thống Nga phát biểu với gương mặt theo kiểu đã lâu không có ai nói chuyện với họ theo kiểu như vậy. Báo chí phương Tây cũng bối rối, giọng điệu chung của các bài đăng những ngày đó là ông ta tự cho mình quyền gì vậy? Putin kết tội Hoa Kỳ áp đặt quan điểm của mình đối với các quốc gia khác, trách cứ NATO vi phạm lời hứa không mở rộng sang phía đông và tuyên bố không đồng ý với những nỗ lực của phương tây thiết lập thế giới một cực theo ông một hệ thống quan hệ quốc tế như vậy không có gì giống với dân chủ và cùng tồn tại với những nền văn hóa khác nhau nhà lãnh đạo nga tiên đoán sự xuất hiện của những trung tâm quyền lực mới sẽ thách thức trật tự thế giới được hình thành sau chiến tranh lạnh phó chủ tịch học viện các vấn đề địa chính trị công tăng stin sokolov cho rằng tất cả những luận điểm này đến nay vẫn là những vấn đề thời sự nóng Hiện nay, tương quan lực lượng trong bộ ba Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ quyết định trật tự thế giới. Sau 15 năm, Moscow và Bắc Kinh đã tăng đáng kể tiềm lực kinh tế và quân sự, đó là điều không thể tranh cãi. Hơn nữa, một cơ cấu đồng minh mới đang hình thành như những lựa chọn khác ngoài liên minh tập thể của phương Tây. Đó là tổ chức hợp tác Thượng Hải, gọi tắt là BRICS, gồm 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Nam Phi và các liên minh khác chính sách của Washington thật sự đã thúc đẩy Moscow và Bắc Kinh trở thành khối chính trị quân sự. Chuyên gia Konstantin Sokolov nhấn mạnh rằng năm 2007, thực chất Nga không có đồng minh, cũng không có nước nào coi Moscow là nhà bảo trợ. Đến nay, tình hình đã hoàn toàn thay đổi một cách căn bản. Năm 2015, Cộng hòa Ả Rập Syria, nước đã yêu cầu sự giúp đỡ quân sự của Nga, đã cho cả thế giới thấy trên hành tinh này còn một hệ thống bảo vệ khác ngoài hệ thống mà người Mỹ áp đặt hơn nữa, nó hoạt động hiệu quả hơn nhiều. Sokolov viết tiếp, Moscow đã có thể đưa ra một hàng hóa hiếm có, xuất khẩu an ninh, món hàng mà trước đó Washington chiếm độc quyền. Và không chỉ có Syria, các chuyên gia quân sự của chúng ta đã làm việc tại Libya và các nước khác ở châu Phi, ở Venezuela. Argentina cũng đưa tín hiệu sẵn sàng hợp tác. Thậm chí trong Liên minh châu Âu có những nước đi ngược lại đường lối của Đảng và chủ trương hợp tác với Moscow Hungary là một ví dụ rõ ràng. Tóm lại, có thể khẳng định chắc chắn là 15 năm qua, từ một nhà nước bị đánh bại trong chiến tranh lạnh, Nga đã trở thành quốc gia có tầm cỡ thế giới. Vì thế quân sự của Nga cũng đã thay đổi. Nửa năm sau phát biểu ở Munich, Putin đã ký xác lệnh tạm dừng tham gia hiệp ước với các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, viết tắt là CFE. Văn kiện này xác định quân số, số lượng tăng thiết giáp và vũ khí mà Moscow có thể có ở biên giới phía Tây và NATO ở biên giới phía đông. Tuy nhiên, việc các nước vùng Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia và các nước Đông Âu, Đức, Czech, Slovakia, Ba Lan, Hungary, Bulgaria và Romania gia nhập NATO đã phá vỡ so sánh lực lượng, thực chất biến thỏa thuận thành văn bản không còn hiệu lực pháp lý. Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov giải thích Hiệp ước đã mất hiệu lực sau khi các đồng minh cũ trong tổ chức Hiệp ước Warsaw được kết nạp vào NATO. Để đáp trả tương xứng, chúng ta phải tăng lực lượng vũ trang lên 2, hai lần rưỡi, chi những khoản tiền khổng lồ, khiến cho nền kinh tế khó mà có thể chịu đựng nổi. Vì vậy, nước Nga quyết định thay đổi học thuyết quân sự. Nga đã chọn chiến lược phòng thủ vừa đủ, làm nguyên tắc bảo vệ cơ bản và chú trọng vũ khí có độ chính xác cao, có khả năng đánh xa, nhanh và trúng. Tháng 8 năm 2008, Hoa Kỳ và các đồng minh đã xúi dục Mikhail Saakashvili, Tổng thống Georgia sau cuộc cách mạng Hoa Tulip, tấn công vào Nam Ossetia. Ngay những giờ phút đầu, các loại đạn pháo của Georgia đã làm 15 chiến sĩ gìn giữ hòa bình Nga có mặt ở Skin Valley theo ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc, hy sinh. Nga đáp trả cuộc khiêu khích bằng cuộc tấn công của quân đoàn số 58. Chỉ sau 5 ngày, Nga đã buộc kẻ xâm lược phải chấp nhận hòa bình sau khi đánh bại hoàn toàn tiềm năng công nghiệp quốc phòng của nước này. Tuy nhiên, chiến dịch đã chỉ ra nhiều vấn đề. Tổ chức hiệp đồng kém, thiếu vũ khí hiện đại và đội ngũ sĩ quan chiến sĩ được huấn luyện chiến thuật lạc hậu. Cuộc chiến 5 ngày đã trở thành điểm xuất phát cho cuộc cải cách quân sự sâu rộng. Leon Kopp nhận định, ở Điện Kremlin, mọi người hiểu rằng quân át chủ bài của Hoa Kỳ và NATO là máy bay và máy bay không người lái mà họ có rất nhiều. Người Nga đã không đi theo hướng này khi bắt đầu cuộc cải cách. Trong 15 năm, nước Nga đã xây dựng được hệ thống radar phủ kín biên giới mà ngày nay không một máy bay nước ngoài nào có thể bay vào không phận Nga mà không bị phát hiện. Hơn nữa, chúng đã thiết lập được hệ thống tự động chỉ huy quân đội từ số 0. Hệ thống này bổ sung cho học thuyết tác chiến binh chủng hợp thành hiện đại và cho phép quân đội có phản ứng tức thi khi thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống này đã được thử nghiệm ở Syria và đã thể hiện đầy đủ khả năng trong cuộc diễn tập phương Tây 2021 khi 200.000 quân nhân cùng luyện tập tại 14 thao trường. Đây là kỷ lục tuyệt đối cho giai đoạn hậu Xô Soviet toàn bộ xe tăng thiết giáp, phương tiện phòng không, không quân tiêm kích và cường kích cũng đã được đổi mới căn bản. Khả năng của bộ ba hạt nhân gồm tên lửa chiến lược bắn từ mặt đất, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom tầm xa cũng được tăng lên. Sau 15 năm, nước Nga đã bay thử nghiệm thành công và đưa vào sản xuất hàng loạt máy bay tiêm kích thế hệ 5 Su-57. Ngoài ra, Moscow vượt Washington đáng kể trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh, tức là vũ khí có tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh nhiều lần, tới hàng chục lần phải thừa nhận là nhiều điều trong những bước đi trên là do bị bắt buộc. Nếu đến năm 2007, khối quân sự Bắc Đại Tây Dương trở thành một tổ chức địa chính trị, thì hiện nay nó hoàn toàn quay trở lại là khối quân sự. Sau khi Nga sát nhập Crimea, mùa xuân năm 2014, các nước NATO đã đoàn kết với nhau hơn và đã triển khai các cụm quân đa quốc gia. Konstantin Sokolov nói, người Mỹ đã tập hợp các đồng minh dưới cờ chống kẻ thù chung người ta hăng hái chuyển các đơn vị quân Hoa Kỳ đến châu Âu, kéo quân đội đến gần biên giới nước Nga. Và tất cả những việc này diễn ra với lối tuyên truyền chống Nga điên cuồng. NATO là một đối thủ nguy hiểm, xanh sỏi và rất giàu có. Tuy nhiên, quân đội Nga ngày nay cũng đã khác xa trước đây. Sau phát biểu gây chấn động ở Munich, nhiều báo chí phương Tây đã viết là Tổng thống Putin, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2008, đã phải viện đến việc chống Mỹ mạnh mẽ chỉ là để ghi điểm chính trị. Tuy nhiên, thời gian đã đặt tất cả vào chỗ của nó. Bất chấp các trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, Nga vẫn là một tay chơi độc lập trên trường quốc tế. Bởi vì, như khi đó Putin đã khẳng định, đây là quyền lịch sử của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.